Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Hôm nay Chủ nhật ngày 25 tháng 10 năm 2020, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra tình hình phòng chống bão số 8. Đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng tránh dịch bệnh sau lũ. Cả nước hướng về đồng bào vùng lũ Quảng Bình. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 25 tháng 10, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đi kiểm tra công tác phòng chống mưa bão tại huyện Quảng Trạch. Cùng đi có lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và lãnh đạo huyện Quảng Trạch. Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã kiểm tra công trình kè chắn sóng biển tại xã Cảnh Dương. Trong trận lũ ngày 18 và 19 vừa qua, do mưa lớn chiều cường dâng cao đã làm sập, sạt 50 mét kè chắn sóng đoạn qua thôn Yên Hải. Sau khi nắm tình hình, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị địa phương liên quan tập trung các phương án gia cố, bảo vệ công trình, đảm bảo an toàn cho người dân sinh sống ven biển. Tiếp đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đã đi kiểm tra khu neo đậu tàu thuyền tại thôn Tân Phú, xã Quảng Phú và kiểm tra khu neo đậu tàu thuyền tại cảng Hòn La. Tại thời điểm kiểm tra, có gần 1.400 tàu thuyền của ngư dân trên địa bàn huyện đã về nơi neo đậu an toàn. Trăng kéo cẩn thận, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng chủ động triển khai các biện pháp, tuyệt đối không lơ là chủ quan bởi hoàn lưu sau bão có thể gây mưa lớn. Huyện Quảng Trạch cần theo dõi và nắm chắc tình hình, có phương án phòng tránh ngập lụt khu vực nước biển dâng, đảm bảo an toàn về người và tài sản, chuẩn bị đầy đủ các phương án phòng chống mưa bão, trong đó đặc biệt triển khai phương châm 4 tại chỗ, cắt cử cán bộ nhân lực trực đầy đủ kịp thời ứng phó với các tình huống có thể xảy ra. Tập trung tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân trang trọng nhà cửa, tàu thuyền một cách an toàn. Đồng thời rà soát, hướng dẫn, đảm bảo an toàn cho tàu thuyền, không để người trên các phương tiện khi bão đổ bộ. Rà soát, chuẩn bị sẵn sàng, đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản đối với khu vực ven biển, vùng thấp trũng và nhà yếu. Kiểm tra an toàn hồ đập, đê điều, nhất là các công trình sung yếu đang thi công, khu vực có nguy cơ bị sạt lở cao. Bên cạnh đó, phải quản lý an toàn giao thông, nhất là khi bão vào, tránh thiệt hại về người và tài sản của nhân dân và nhà nước. Cũng trong sáng nay, đồng chí Trần Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm Phòng thủ dân sự tỉnh, đã đi kiểm tra công tác phòng chống bão số 8 tại huyện Quảng Ninh, Bố Trạch và thành phố Đồng Hới. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đồng chí Trần Phong đã trực tiếp đi kiểm tra tại khu neo đậu tàu thuyền thuộc thôn Chờ Gồ, xã Vĩnh Ninh, cây biển Lý Hoa, xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch và khu neo đậu Cửa Phủ, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới. Trước diễn biến của cơn bão số 8, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân cần chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, tập trung bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, hồ đập, đặc biệt là các điểm sung yếu, thường xuyên theo dõi, cập nhật hướng đi của bão để chủ động ứng phó, không được chủ quan lơ là, vừa làm tốt công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, vừa giảm thiểu thiệt hại do mưa bão gây ra. Đặc biệt là phải di chuyển tàu thuyền đến nơi an toàn. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu lực lượng bộ đội biên phòng cần huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị ứng trực để phối hợp với các địa phương triển khai công tác phòng chống bão số 8 và sau đó là bão số 9, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, đảm bảo an toàn tính mạng tài sản cho nhân dân khi mưa bão xảy ra. Đồng thời hướng dẫn sắp xếp tàu thuyền tại các khu neo đậu đảm bảo khoảng cách an toàn, tránh va đập hư hỏng. Còn đối với các khu vực có nguy cơ bị sạt lở, lũ quét, các địa phương phải tuyên truyền và có các phương án quyết liệt để di dời dân đến điểm cao trào an toàn. Dịp này, đồng chí Trần Phong cũng đã đến thăm hộ gia đình bà Nguyễn Thị Hiên và hộ gia đình ông Nguyễn Văn Nồng ở thôn Mốc Thượng 1, xã Hồng Thủy có nhà bị sập hoàn toàn trong đợt mưa lũ vừa qua. Đồng chí đã chia sẻ và đồng viên về những khó khăn của các gia đình và hỗ trợ mỗi gia đình một suất quà và 2 triệu đồng tiền mặt. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục hỗ trợ giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại nặng nề, đảm bảo lương thực, thực phẩm và nước uống, khẩn trương di dời các hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn để chủ động ứng phó với cơn bão số 8 và cơn bão số 9, hướng dẫn người dân trang trọng nhà cửa, chặt tỉa cây cối và có phương án bảo vệ người và tài sản nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra. Nhằm ứng phó với bão số 8, huyện Bố Trạch đã tập trung lực lượng khẩn trương gia cố lại các điểm sung yếu trên địa bàn. Hiện nay, một số tuyến kè biển, đê ngăn mặn trên địa bàn huyện Bố Trạch đã xuất hiện sạt lở, sụt lún do ảnh hưởng của đợt lũ lụt vừa qua. Trước tình hình trên,
Chính quyền huyện Bố Trạch và các địa phương đã khẩn trương huy động các lực lượng, công an, quân sự, biên phòng, đoàn viên, hội viên các hội đoàn thể và bà con nhân dân. Khẩn trương gia cố lại tuyến kè biển tại các xã Hải Phú, Thanh Trạch, Nhân Trạch, Hà Trạch và tuyến đê ngăn mặn tại xã Đồng Trạch. Trước diễn biến của bão số 8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã triển khai các phương án để chủ động ứng phó nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. Hiện nay, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã kêu gọi được 6.564 phương tiện tàu thuyền của tỉnh và 147 tàu thuyền của các tỉnh khác vào neo đậu tránh trú bão, hướng dẫn sắp xếp tàu thuyền tại các khu neo đậu đảm bảo khoảng cách an toàn, tránh va đập hư hỏng và phòng chống cháy nổ. Cứu hộ thành công tàu VTB Star bị mắc cạn và đưa thuyền viên di chuyển về nơi tránh trú an toàn. Hiện nay, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã duy trì lực lượng và 9 phương tiện thủy thường trực tại các huyện, thị xã, thành phố để tiếp tục giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, hỗ trợ ứng phó với bão số 8. Các đồn biên phòng trên hai tuyến biên giới duy trì 29 tổ với 124 cán bộ chiến sĩ ứng trực để phối hợp triển khai công tác phòng chống bão số 8, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ. Đồng thời, nắm chắc tình hình đời sống nhân dân, tham mưu cho địa phương chủ động hỗ trợ dự trữ lương thực, thực phẩm, rà soát các điểm xung yếu có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, chiều cường để có phương án di dời người dân, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản khi mưa lũ xảy ra. Hiện nay, các hồ chứa đã đầy nước. Để bảo đảm an toàn đập, an toàn hạ du đập, công trình thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi và phòng chống ngập lụt úng để phòng ảnh hưởng của bão. Theo đó, các ngành đơn vị địa phương có quản lý công trình thủy lợi khẩn trương rà soát tình hình an toàn các công trình thủy lợi trên địa bàn, nhất là các hồ chứa đã xảy ra sự cố trong đợt mưa lũ vừa qua, công trình đang thi công sửa chữa, nâng cấp để xác định công trình xung yếu có nguy cơ xảy ra sự cố và có giải pháp gia cố kịp thời đảm bảo an toàn công trình, tính toán khả năng dự trữ nước để chủ động hạ thấp mực nước về mức sẵn sàng đón lũ, điều tiết hợp lý đảm bảo an toàn tuyệt đối công trình đầu mối, hỗ trợ giảm ngập lụt hạ du, đồng thời đảm bảo lượng nước phục vụ sản xuất và dân sinh trong mùa khô tới. Bên cạnh đó, các địa phương, đơn vị cần xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho từng công trình thủy lợi, dự trữ đủ vật tư, phương tiện, nhân lực ứng cứu khi có sự cố xảy ra, thực hiện nghiêm túc việc cảnh báo sớm cho người dân vùng hạ du trước khi xả lũ hồ chứa và khi có nguy cơ xảy ra sự cố công trình, có phương án cung cấp nước sạch cho người dân nông thôn, tổ chức cấp phạt sử dụng các loại hóa chất xử lý nước phục vụ ăn uống sinh hoạt trong vùng ngập lũ, tăng cường tuyên truyền cho người dân tích trữ nước sạch để sử dụng trong thời gian mưa lũ, làm vệ sinh công trình, tổ chức trực ban 24/24 giờ. Thưa quý vị và các bạn, chiều hôm qua 24 tháng 10, đoàn công tác của Bộ Y tế do giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế dẫn đầu, đã đến thăm kiểm tra công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân sau lũ tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy và một số cơ sở y tế trên địa bàn. Tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy, sau khi đi khảo sát thực tế và kiểm tra công tác khám chữa bệnh tại một số khoa phòng và thăm hỏi bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện sau lũ, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế đã có buổi làm việc với đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy. Lãnh đạo Bộ Y tế ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của bệnh viện trong thời gian qua. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do mưa lũ chia cắt, hư hỏng các trang thiết bị, nhưng tập thể cán bộ y bác sĩ bệnh viện đã sớm khôi phục hoạt động khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn. Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế mong muốn bệnh viện tiếp tục khắc phục khó khăn và làm tốt hơn nữa công tác khám và điều trị cho bệnh nhân trong thời gian tới. Để chia sẻ và hỗ trợ ngành y tế Quảng Bình khắc phục hậu quả sau lũ, đoàn công tác của Bộ Y tế đã trao hỗ trợ cho Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy, Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Ninh mỗi đơn vị 50 triệu đồng, tặng ngành y tế Quảng Bình 100 cơ sở thuốc, 700.000 viên khử khuẩn nước Acatat, 50 bộ dụng cụ phòng chống lụt bão, 600 kg sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ em và thực phẩm trị giá 150 triệu đồng. Cũng trong dịp này, đoàn công tác Bộ Y tế đã đến thăm trạm y tế xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy, đến thăm, động viên và tặng quà cho ba gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị ngập sâu trong đợt mưa lũ, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng. Cũng trong chiều hôm qua, ngày 24 tháng 10, đồng chí Trương An Ninh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ba Đồn đã đến thăm và tặng quà hỗ trợ cho các hộ dân ở xóm mới, xã Quảng Tân. Tại nơi đến thăm, đồng chí Bí thư Thị ủy Ba Đồn đã thăm hỏi tình hình đời sống và chia sẻ những thiệt hại khó khăn mà các gia đình gặp phải do ảnh hưởng của các đợt lũ lụt vừa qua. Đồng thời động viên bà con cố gắng khắc phục thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Thị ủy yêu cầu chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm động viên các gia đình khó khăn bị ngập lụt, chỉ đạo các lực lượng tiến hành vệ sinh môi trường để phòng tránh dịch bệnh xảy ra. Dịp này, đồng chí Bí thư Thị ủy đã trao 18 suất quà
mỗi suất gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu và 500.000 đồng tiền mặt cho các hộ dân nơi đây. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin đáng quan tâm khác. Đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng tránh dịch bệnh sau lũ. Cả nước hướng về đồng bào vùng lũ Quảng Bình. Lãnh đạo huyện Lệ Thủy vừa đi kiểm tra công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh sau lũ lụt trên địa bàn huyện. Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy đã tập trung chỉ đạo huy động lực lượng của cả cơ quan đơn vị doanh nghiệp, lực lượng vũ trang hỗ trợ vệ sinh môi trường. Trong đó, ưu tiên vệ sinh môi trường tại các bệnh viện, trạm y tế, trường học. Đồng thời, kiểm tra, rà soát thiệt hại của các trường học để có sự hỗ trợ khắc phục tạm thời nhằm đảm bảo sớm đón học sinh trở lại trường. Cùng với các hộ dân, hơn 100 cán bộ sĩ quan, chiến sĩ quân khu 4 và lực lượng đoàn viên thanh niên Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình đã phối hợp với các xã, thị trấn và bà con nhân dân vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm, trường học. Ngành Y tế huyện Minh Hóa cùng với chính quyền địa phương cũng đã và đang triển khai nhiều biện pháp đảm bảo vấn đề vệ sinh môi trường sau lũ. Theo đó, Trung tâm Y tế huyện đã thành lập các đội nhóm phối hợp với trạm y tế các xã Tân Hóa và Minh Hóa tổ chức xử lý nguồn nước, phun hóa chất tiêu độc khử trùng tại khu vực dân cư, trụ sở cơ quan, trường học, tổ chức khám cấp thuốc và tiêm phòng uẩn ván cho các trường hợp bị thương, đồng thời tuyên truyền tư vấn cho người dân các biện pháp vệ sinh môi trường, xử lý rác thải, an toàn vệ sinh thực phẩm. Sau khi lũ rút, môi trường và nguồn nước bị ô nhiễm do rác thải, xác súc vật phân hủy, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã kịp thời tăng cường lực lượng quân y phối hợp với y tế địa phương kiểm tra sức khỏe, cấp phát thuốc và vệ sinh môi trường cho người dân. Chị Lê Thị Thanh Hoa bị thương ở chân trong khi chạy lũ, là gia đình neo đơn, một mình chị phải trang trống nhà cửa, khi lũ rút lại phải dọn dẹp vệ sinh. Để giúp đỡ gia đình, quân y Bộ đội Biên phòng tỉnh đã đến khám và điều trị cho chị Hoa. Phú Thọ là lũ lụt lớn to, nhưng nhà thì cao nhưng mà nắng ở xuống mùi đi, thì lúc đó mà chống cửa bên khoán cửa mình á, thì bây giờ nằm ở trước sông thì vừa sống lấp ra thì mình kia đi cũng cái chân, thì lúc mà kéo trời thủng kéo ai cũng nghe hết, đi học cửa họ đóng cửa luôn, thì giờ mẹ o mẹ chủ lấy vừa bắn bỏ cho lụt lội vào là bệnh tật bên này bệnh cả cái gần cái bên nhờ bộ đội biên phòng về hỗ trợ cuộc tháng cho ba con cho được một phần bệnh tật, nói hết sức là cảm ơn. Bên cạnh việc thăm khám sức khỏe, cấp phát thuốc, các đồng chí quân y cũng đã tuyên truyền hướng dẫn người dân triển khai các biện pháp đảm bảo vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, xử lý xác súc vật chết và các biện pháp vệ sinh khác theo các khuyến cáo của Bộ Y tế. Sau cái đợt lũ lụt thì tình hình môi trường trên địa bàn ở các cái vùng lũ là hết sức là phức tạp, xảy ra các cái bệnh như là về da, rồi cảm cúm, rồi là các bệnh thông thường khác. Thì nhận thấy vấn đề đó thì Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai lực lượng quân y xuống các địa bàn để tổ chức thăm khám, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con, nhằm góp phần là ngăn chặn cái tình trạng dịch bệnh xảy ra trên địa bàn sau vùng lũ. Hiện Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đang cắt cử hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ phối hợp với các lực lượng tham gia vệ sinh tại các điểm trường của thị xã Ba Đồn, huyện Lệ Thủy và vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới, thăm khám sức khỏe cho hàng ngàn lượt người, cấp phát thuốc, hóa chất, xử lý nguồn nước, môi trường trị giá gần 100 triệu đồng, giúp người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống. Hướng dẫn người dân xử lý nguồn nước và vệ sinh môi trường tại các vùng xảy ra mưa lũ là nhiệm vụ được ngành y tế ưu tiên thực hiện trong thời điểm này nhằm đảm bảo sinh hoạt và phòng chống dịch bệnh. Để có nguồn nước sinh hoạt an toàn trong và sau mưa lũ, đảm bảo sức khỏe và phòng tránh các dịch bệnh có thể xảy ra, người dân cần xử lý theo hướng dẫn. Đối với nước ăn uống, bước 1, dùng phèn chua với lưu lượng 1 gáo phèn chua cho 20 lít nước, khuấy đều, chờ khoảng 30 phút cho cần lần xuống hết xuống đầy, rồi gàn lấy nước trong. Nếu không có phèn chua, có thể dùng vải sạch để lọc nước, giữ lại các căn bẩn, làm vài lần cho đến khi có được nước trong. Bước 2, sau khi làm trong nước, cần tiến hành khử khuẩn nước bằng viên chloramin T hoặc B, một viên chloramin B hoặc T dùng để khử khuẩn 25 lít nước, đổ bể chloramin B dạng bột, 1/3 thìa canh dùng để khử khuẩn khoảng 300 lít nước, múc một thau nước, hòa tan lượng chloramin rồi đổ vào bể chứa, trộn đều. 30 phút sau có thể dùng nước, chỉ sử dụng nước để uống sau khi đã được đun sôi. Bên cạnh khử khuẩn nước, người dân cần vệ sinh môi trường,
chôn lớp sạc súc vật cách xa nguồn nước ít nhất 50 mét, khơi thông cổng rãnh, lớp vùng nước đồng, chôn xác súc vật chết và thầy ủa. Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế cũng khuyên cáo người dân cần tiêu diệt loang quang bọ gậy, diệt muỗi, đồng thời mắc màn khi ngủ kể cả ban ngày để phòng tránh bệnh sốt xuất huyết. Ngày 25 tháng 10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã đến thăm, chia sẻ và động viên gia đình có 4 người bị chết do sạt lở đất tại xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch. Đó là gia đình các nạn nhân Trần Văn Lý ở thôn Bồng Lai 1, Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Văn Hành và Nguyễn Văn Sáng ở thôn Bồng Lai 2, xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch. Đây là các nạn nhân bị chết do sạt lở núi ở khu vực huyện Bố Trạch từ ngày 15 tháng 10 năm 2020. Tại các nơi đến thăm, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã thăm hỏi, động viên và chia sẻ với những mất mát đau thương của thân nhân người bị nạn và mong muốn gia đình cố gắng vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống. Cũng trong dịp này, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã trao số tiền hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân. Trong đó, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 5 triệu đồng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 3 triệu đồng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bố Trạch cũng đã trao số tiền 3 triệu đồng cho gia đình các nạn nhân. Trong những ngày qua, các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và nhân dân ở khắp nơi trong và ngoài nước tiếp tục hướng về người dân vùng lũ. Đây là nguồn động viên giúp đỡ kịp thời để bà con nhân dân ở các địa phương trên địa bàn tỉnh nỗ lực vượt qua khó khăn sau thiên tai. Ngày 25 tháng 10, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức tiếp nhận ủng hộ từ các tập đoàn, doanh nghiệp, đơn vị hảo tâm nhằm giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả của lũ lụt. Cụ thể, công ty xây lắp Thành An, binh đoàn 11 thuộc Bộ Quốc phòng ủng hộ 100 triệu đồng. Công ty cổ phần công nghiệp và thiết bị chiếu sáng Duha ủng hộ 10.000 bóng đèn LED và 20 triệu đồng tiền mặt. Thông qua mặt trận và chính quyền các địa phương, những ngày qua, các đơn vị tổ chức trong và ngoài nước cũng đã kịp thời hỗ trợ người dân ở các địa phương bị thiệt hại nặng do mưa lũ. Hội các nhà báo và doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ 400 suất quà gồm các mặt hàng thiết yếu, một chiếc thuyền gỗ và tiền mặt cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại Hải Oanh, nhân dân tỉnh Bình Phước và Hội đồng Hương Quảng Bình tại Hungary đã tổ chức trao hơn 30 tấn quà với tổng trị giá trên 600 triệu đồng cho các hộ dân vùng lũ. Chia sẻ với những khó khăn của bà con, Ban Nữ công Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình cũng vừa kết nối với các nhà hảo tâm thăm hỏi hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại nặng do mưa lũ với tổng trị giá các phần quà trên 80 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Bệnh viện Việt Nhật Hưng Yên phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 300 người dân ở vùng lũ. Đây là những hoạt động ý nghĩa góp phần động viên người dân khắc phục khó khăn, sớm ổn định sức khỏe, cuộc sống và sản xuất sau mưa lũ. Thưa quý vị và các bạn, để hỗ trợ cho người dân Quảng Bình khắc phục hậu quả mưa lũ, quỹ cơ quan tổ chức doanh nghiệp nhà hảo tâm ủng hộ xin vui lòng chuyển về địa chỉ. Ban cứu trợ tỉnh Quảng Bình, số tài khoản 3761-09016-364-91099. Mã DVQHNS-90163-64. Tài kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Bình. Tài khoản cứu trợ tại ngân hàng, tài khoản nhận ngoại tệ. Tên tài khoản Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình. Mã số ngân hàng BFTVVNVX. Số tài khoản 0311-370-68-2261. Tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Quảng Bình. Hoặc trực tiếp tại địa chỉ 35 Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Thông tin chi tiết liên hệ, ông Trần Quang Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, điện thoại 0232-384-0678, di động 0918-736-689. Ông Phạm Văn Đông, Trưởng ban Phong trào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình, điện thoại 0232-382-4541, di động 0983-684-865. Ông Nguyễn Xuân Toàn, Chánh văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình, điện thoại 0232-384-1827, di động 0913-069-903. Ông Trần Duy Hưng, Phó Trưởng ban Phong trào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình, điện thoại 0232-382-4541, di động 0918-666-887. Ông Trần Khắc Định, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình, điện thoại 0232-384-1827, di động 0911-366-818.
Trường hợp cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp muốn ủng hộ trực tiếp đến tay người dân thì liên hệ với các đầu mối trên để được hướng dẫn hỗ trợ. Vào ngày 24 tháng 10 năm 2020, trang Facebook Nha khoa Thẩm mỹ Hoàng Hường phát livestream phản ánh không đúng thực tế tình hình lũ lụt tại Quảng Bình, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của người dân và công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả của các nhà hảo tâm, các cấp chính quyền tỉnh Quảng Bình. Sau khi kiểm tra xác minh những thông tin trên là không đúng sự thật, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình sẽ xử lý theo quy định. Sau khi đăng tải clip có rất nhiều bài viết comment phản bác yêu cầu phải gỡ ngay vì không đúng bản chất sự việc lũ lụt ở Quảng Bình, trang Nha khoa Thẩm mỹ Hoàng Hương đã khóa tài khoản Facebook. Sau một thời gian khóa Facebook, đến 12 giờ ngày 25 tháng 10, trang Nha khoa Thẩm mỹ Hoàng Hương đã mở lại, sau đó tiếp tục khóa tài khoản. Sở Thông tin và Truyền thông đã báo cáo với Bộ Thông tin và Truyền thông, đồng thời phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội, nơi trang Nha khoa Thẩm mỹ Hoàng Hương đăng ký địa chỉ, để yêu cầu gỡ bỏ và xử lý theo Điều 101 Nghị định 15/2020 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Đồng thời đề nghị mọi người không nên chia sẻ, like những thông tin liên quan đến đoàn livestream này và tích cực đấu tranh phản bác lại các thông tin không đúng sự thật, bọc mèo sự việc, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức và cá nhân. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm 25 ngày 26 tháng 10 năm 2020. Khu vực thị trấn Đồng Khê nhiều mây, đêm có mưa, mưa vừa, có lúc mưa to, ngày có lúc có mưa, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ, độ ẩm từ 83 đến 98%. Khu vực thị trấn Quy Đạt nhiều mây, đêm có mưa, mưa vừa, có lúc mưa to, ngày có lúc có mưa, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ, độ ẩm từ 83 đến 98%. Khu vực thị xã Ba Đồn nhiều mây, đêm có mưa, mưa vừa, có lúc mưa to đến rất to, ngày có lúc có mưa, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ, độ ẩm từ 82 đến 96%. Khu vực thị trấn Phong Nha nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có lúc mưa to, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ, độ ẩm từ 84 đến 98%. Khu vực thị trấn Hoàn Lão nhiều mây, đêm có mưa, mưa vừa, có lúc mưa to đến rất to, ngày có lúc có mưa, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ, độ ẩm từ 82 đến 96%. Khu vực thành phố Đồng Hới nhiều mây, đêm có mưa, mưa vừa, có lúc mưa to đến rất to, ngày có lúc có mưa, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ, độ ẩm từ 81 đến 95%. Khu vực thị trấn Quan Hồng nhiều mây, đêm có mưa, mưa vừa, có lúc mưa to đến rất to, ngày có lúc có mưa, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ, độ ẩm từ 82 đến 95%. Khu vực thị trấn Kiến Giang nhiều mây, đêm có mưa, mưa vừa, có lúc mưa to đến rất to, ngày có lúc có mưa, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ, độ ẩm từ 84 đến 97%. Dự báo thời tiết biển, đêm có mưa bão, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão, gió cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2,5 đến 4,5 m, biển động rất mạnh. Dự báo thời tiết đêm 26 ngày 27 tháng 10 năm 2020, nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ, độ ẩm từ 78 đến 98%. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.